Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ ba ngày mùng 10 tháng 7 với một số tin tức đáng chú ý. Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ Việt Nam giải quyết vấn đề Biển Đông. Dân biểu Mỹ đòi bãi nhiệm đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, đến Hà Nội sáng hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ tuyên bố ủng hộ những hoạt động của Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp tại Biển Đông và Hà Nội cần làm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền. Về tình hình tranh chấp tại Biển Đông, Bà Hillary Clinton nói bà hy vọng trong tuần này sẽ có tiến triển khi các nước trong khu vực hội họp tại Campuchia để thảo luận việc hoàn thành một bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông. Bản quy tắc này sẽ giúp giải quyết tình trạng tranh chấp hiện nay giữa 6 nước: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Trong lĩnh vực nhân quyền, ngay sau cuộc hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh, bà Hillary Clinton lên tiếng rằng bà đặc biệt quan ngại về tình trạng thiếu tự do mạng tại Việt Nam. Điều đó được chứng minh qua việc bỏ tù một số nhà báo, blogger, luật sư và những nhà bất đồng chính kiến chỉ vì họ đã bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa trên các mạng xã hội. Chính quyền Hà Nội luôn cho rằng chỉ có những người vi phạm luật pháp của Việt Nam mới bị án tù. Tại Hà Nội, bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng bàn thảo với chính quyền Việt Nam về biện pháp thúc đẩy mậu dịch giữa hai nước vào khi Hoa Kỳ đang hướng mục tiêu xuất khẩu sang châu Á. Bà Hillary Clinton cho biết nhiều cơ hội đầu tư và thương mại sẽ được mở ra sau chuyến làm việc này của bà tại Việt Nam. Bà nhấn mạnh đầu tư và mậu dịch luôn là động lực trong mối quan hệ song phương Mỹ-Việt. Bà Ngoại trưởng nhắc lại thương mại song phương giữa hai nước đã tăng từ gần con số 0 hồi năm 1995 đến hơn 22 tỷ đô la hiện nay, trong khi hai nước còn nhiều tiềm năng hơn nữa trong lĩnh vực này. Bà cũng cho biết nếu đến cuối năm nay kết thúc được cuộc đàm phán về thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP, thì Việt Nam sẽ hưởng lợi đáng kể. Cũng sau cuộc hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh trong ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cho biết mỗi năm gần 15.000 sinh viên Việt Nam sang du học tại Mỹ là một lực lượng đóng góp cho tiến trình phát triển của Việt Nam. Phía Hoa Kỳ cũng hy vọng tăng cường quan hệ trong lĩnh vực giáo dục, qua việc cử những thiện nguyện viên sang Việt Nam trong thời gian sắp tới, bà Hillary Clinton đã đến Đại học Ngoại thương tại Hà Nội tham dự kỷ niệm 20 năm chương trình học bổng Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hai cựu sinh viên của chương trình Fulbright vừa nói, hiện đang giữ chức vụ cao trong chính quyền Việt Nam là Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Cường. Ngoại trưởng Hillary Clinton cũng đến chào xã giao Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước khi bà Ngoại trưởng Hillary Clinton đến thăm Việt Nam, 12 dân biểu Mỹ đã gửi thư yêu cầu bà khi đến Việt Nam cần nêu với lãnh đạo Việt Nam một trường hợp người Mỹ gốc Việt đang bị Hà Nội giam giữ từ tháng 4 đến nay. Một trong những vị dân biểu đó là ông Frank Wolf, hôm qua trả lời phỏng vấn đầy Á Châu Tự Do nhắc lại yêu cầu của ông phải sa thải đại sứ Mỹ tại Việt Nam ông David Shear. Dân biểu Wolf nêu lý do là đại sứ David Shear đã làm ông thất vọng về các hoạt động bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam, không giữ được lời hứa mời những người bất đồng chính kiến thăm tòa đại sứ nhân dịp Quốc khánh Hoa Kỳ mùng 4 tháng 7 vừa qua. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Victoria Nuland lên tiếng bên vực đại sứ David Shear. Bà Victoria Nuland nói rằng vì đại sứ đã can thiệp cho rất nhiều người Việt Nam trong đó có những nhà hoạt động đấu tranh cho dân chủ, các vị lãnh đạo tôn giáo. Ông David Shear có mời đại diện của những nhóm đó đến dự buổi tiếp tân nhân dịp quốc khánh Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 vừa qua. Phát ngôn nhân Victoria Nuland xác định, ông David Sheer được Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton tin tưởng hoàn toàn. Bà Nuland cho biết, từ khi đến nhận nhiệm vụ tại Hà Nội hồi tháng 8, đại sứ David Sheer đã đặt vấn đề nhân quyền vào trọng tâm quan hệ song phương Mỹ-Việt. Trong mọi cuộc gặp với phía quan chức cao cấp Việt Nam, ông luôn luôn nêu lên vấn đề nhân quyền. Và tên cuối cùng, thưa quý vị, Trung Quốc hôm nay lại tuyên bố rằng vấn đề Biển Nam Trung Hoa là vấn đề riêng giữa Trung Quốc với một vài nước trong khối ASEAN, không phải với toàn khối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lưu Vự Dân nói, Trung Quốc không muốn vấn đề tranh chấp lãnh hải tại Biển Đông được nêu ra để thảo luận trong diễn đàn an ninh khu vực ASEAN vào thứ Năm tới đây tại Phnom Penh. Cùng ngày, phía các nước ASEAN cùng bày tỏ mong muốn lấy cơ sở Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển để giải quyết tranh chấp tại khu vực Biển Đông. Các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đang làm việc về một dự thảo đề ra quan điểm của ASEAN, kêu gọi các bên tranh chấp, cam kết giải quyết vấn đề bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa tiếng việt net nếu bị tường lửa ngăn chặn mời quý vị vào địa chỉ á châu tự do info ngoài ra quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese rfa org vũ hoàng và hòa ái xin kính chào tạm biệt